nữ tuổi Bính Tý 1996 hợp với chồng tuổi gì? Sau đây là các thông tin về tuổi kết hôn cho các bạn nữ 1996. Nữ Bính Tý lấy chồng tuổi nào hợp? Tra năm hợp tuổi lấy chồng cho các bạn nữ. Xem các năm hợp và kỵ cho việc kết hôn. Bài viết được chia ra làm hai phần. Phần 1 là các tuổi hợp kết hôn với nữ Bính Tý và các tuổi không hợp kết hôn với nữ Bính Tý. Phần tiếp theo là các năm hợp kết hôn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng phần cụ thể. Thứ nhất, nữ sinh năm Bính Tý lấy chồng tuổi gì hợp? Nữ 1996 kết hôn với nam 1996, hai vợ chồng bằng tuổi. Nữ sinh năm Bính Tý và nam tuổi này lấy nhau tốt, gặp số nhất phú quý, số giàu sang phú quý. Đây là số vợ chồng nắm ăn thường, gặp cảnh tốn hao phải trải qua một số lần thành bạn, rồi về sau mới thành đạt. Tính tình của hai vợ chồng có phần hòa hợp, tài sản hay luân chuyển, sống chung với nhau sẽ có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Nữ 96 kết hôn với nam 95, nữ sinh năm Bính Tý và nam tuổi này lấy nhau không được tốt lắm, gặp phải số nhì bần tiện là số nghèo hèn, thiếu thốn. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian. Tính tình của hai vợ chồng không được hòa hợp nên sống với nhau cần kiên nhẫn, chịu khó làm ăn thì mới có thể ấm no. Nữ 96 kết hôn với nam 94, nữ sinh năm Bính Tý lấy nam tuổi này khá hợp nhau, cặp số tam vinh hiển, có địa vị và danh phận cao. Đây là số vợ chồng có duyên dáng, chồng không được hòa hợp cho lắm nên ở với nhau cần phải nhẫn nhịn thì mới có một cuộc sống ấm êm. Nữ 96 kết hôn với nam 93, nữ sinh năm Bính Tý và nam tuổi này lấy nhau gặp được số tứ đạt đạo là số dễ làm ăn kinh doanh. Số này có quý nhân phù trợ nên làm ăn dễ dàng, gặp may mắn về các vấn đề tài chính. Tuy nhiên, tính tình vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm. Nếu cả hai vợ chồng biết nhường nhịn, kiên nhẫn cùng nhau chung tay xây dựng thì sẽ ăn nên làm ra. Nữ 96 kết hôn với nam 91. Nữ Bính Tý kết hôn với nam tuổi này khá tốt. Khi kết hôn, cả hai gặp được số nhất phú quý, có số giàu sang. Lúc đầu vợ chồng phải chịu cảnh thành bại nhiều phen, qua năm hạ thì mới dễ dàng làm ăn, tính tình vợ chồng không được hợp nhau cho lắm. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì cần kiên nhẫn để cuộc sống có ấm no và hạnh phúc. Tuổi 1996 lấy chồng những tuổi 1992 là nữ Bính Tý lấy nam tuổi 92 sẽ phạm phải việt ly. Nam tuổi 87 kết hôn với nữ 96, kết hôn với nhau gặp phải số biệt ly và tuyệt mạng. Nam 97 kết hôn với nữ 96, gặp phải số biệt ly. Vậy các bạn nữ sinh năm 1996 nên lấy chồng năm nào thì hợp? Các bạn nữ tuổi Bính Tý kỵ cưới chồng vào các tuổi 15, 21, 26, 27, 33, 38 và 29 tuổi. Nữ sinh năm 1996 vào các tháng riêng, tháng 4, tháng 2, tháng 5 âm lịch thì thường có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc vợ chồng. Trên đây là các thông tin liên quan đến nữ sinh năm 1996, lấy chồng tuổi gì hợp và tra tuổi kết hôn nữ Bính Tý. Xem tuổi Bính Tý lấy chồng năm nào tốt nhất. Xin chào các bạn độc giả và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.